Các bạn khán giả truyền hình thân mến, trước mắt chúng ta đang là những hình ảnh đầu tiên của trận đấu có thể... Cả hai bên đều tung vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Vẫn còn. Đó là một đường chuyền không tốt. Messi. Một pha xử lý rất thoải mái. Tình huống phóng an toàn. Cú đá rất mạnh. Cả hai bên chú trọng quá nhiều vào việc phá lối chơi của đối phương. Những pha theo sát, những pha kèm người được thực hiện một cách có thể nói là khá chính xác. Đó là một đường chuyền hỏng. Đường chuyền không tốt nên đã bị cản phá. Eden Hazard. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Không vào. Không hiểu. Không dễ gì để vượt qua một trong số những hậu vệ có được sự tỉnh táo tốt nhất. Phạm lỗi. Será Piqué. Jordi Alba. Một pha di chuyển ra biên. Đưa bóng vào. Pha xử lý lấp lửng rất đáng sợ. Số 7 Antoine Griezmann. Ousmane Dembele. Một pha xử lý rất thoải mái. Đó là một tình huống can thiệp kịp thời. Một pha xử lý rất đáng tiếc. Sự thất vọng của thủ môn. Casemiro. Những gì đã diễn ra cho đến lúc này, dự báo phần còn lại của trận đấu sẽ rất căng thẳng. Để mất bóng rất nguy hiểm. Sergio Ramos. Casemiro. De Jong. Messi đã ghi bàn trong chiến thắng 6-0 của đội tuyển Argentina trước Serbia 12 năm về trước trên đất Đức. Và đó là bàn thắng đầu tiên của anh tại FIFA World Cup. Bóng đi sát sao của dọc. Di chuyển ra biên. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Dứt điểm. Ousmane Dembele. Một pha treo bóng vào trong. Quá dễ để có thể bắt bài. Sau màn trình diễn chói sáng ở trận đấu tại vòng 1/8 gặp đội tuyển Argentina, đã có những thông tin tại châu Âu cho rằng Real Madrid đã liên hệ và muốn có được sự phục vụ của Kylian Mbappe ở mùa giải tới. Nhưng đó vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn. Jordi Alba. Sergio Busquets. Pha bóng rất nguy hiểm. Đưa bóng vào. Toni Kroos. Vẫn là những pha dạt ra biên. Một pha xử lý rất thoải mái. Xử lý rất tự tin. Sút xa. Bóng ra ngoài, cơ hội phản góc. Và chuyển vào khá nguy hiểm. Cú bẻ cổ chân trong tình huống vừa rồi là khá hay. Đó là một pha xử lý tương đối kín, khiến cho các thủ môn khó có thể đoán được hướng đi của trái bóng. Nhưng bẻ chân quá gấp đã khiến cho bóng đi chệch quá xa so với khung thành. Rất nguy hiểm, không hề có bước đi.
nhịp dứt điểm có lẽ là hơi chậm chút ít. Nếu như dứt điểm ở nhịp sớm hơn và đá về phía góc xa, không hiểu là điều gì xảy ra. Sergio Busquets, Ousmane Dembele. Làm gì nào? Không vào. Jordi Alba. Sergio Busquets. Chúng ta vẫn đang được chứng kiến những giây phút tuyệt vời nhất trong bóng đá, chứa đựng biết bao những cảm xúc của môn thể thao vua, từ sự hồi hộp, căng thẳng cho đến cảm giác nghẹn ngào trong từng pha bóng của các cầu thủ trên sân. Pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Sẽ có một chiếc thẻ vàng. Một cú đá đâm. Và dứt điểm đưa bóng đi lên trời. Ý đồ rất tốt. Eden Hazard. Một pha xử lý rất thoải mái. Đây sẽ là một cơ hội dứt điểm. Dứt điểm. Số 7 Antoine Griezmann. Và một lần nữa hệ thống VAR, hệ thống công nghệ hỗ trợ trọng tài lại hiện ra. Trong ngày hôm nay thì chúng ta bàn thắng vừa rồi đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho các cổ động viên có mặt trên sân. Bàn thắng đã giúp cho hai đội trở lại vạch xuất phát. Mọi người nghĩ đã ghi được bàn thắng. Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên, cuối cùng họ cũng đã có bàn thắng. Tôi nghĩ họ xứng đáng với điều đó. Tôi đồng ý với anh. Thật may mắn là họ đã có bàn thắng ngay trước khi thời gian kết thúc. Anh đã nói đúng. Chúng ta cần bàn thắng, có phải không? Ta có. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1. Bây giờ thì đối với nhau. Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp 2. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Pha đột phá rất nhanh. Một cái. Phải có một động tác để yêu cầu các đồng đội của mình phải có được sự bình tĩnh. Dứt điểm. Và bay người đẩy bóng vừa thực sự là một tình huống chiêm ngưỡng. Nếu như tôi là một photographer mà chụp được pha tung người vừa rồi, có lẽ tôi sẽ được nhận giải của những nhà báo thể thao. Chuyền vào. Casemiro. Pha bóng rất mạnh mẽ. Nếu như những tình huống xử lý trước đó thực sự là sản phẩm của những nghệ sĩ thì cú tiếp bóng cuối cùng chỉ xứng đáng dành cho những cầu thủ ở hạng nghiệp dư. Sergio Busquets. Ousmane Dembele. Pha đi bóng ở biên. Một pha treo bóng vào trong. Không hiểu. Pha bay người đẩy bóng vừa rồi thực sự là một tình huống chiêm ngưỡng. Nếu như tôi là một photographer mà chụp được pha tung người vừa rồi, có lẽ tôi sẽ được nhận giải của những nhà báo thể thao. Không được. Jordi Alba. Lionel Messi. Messi sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân. Sabella đã gọi anh là dòng nước giữa sa mạc đối với đội bóng của ông, tức là một người có thể mang lại sự sống trong những tình huống bóng chết và là một người có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Argentina gặp khó khăn. Cơ hội đã trôi qua rất đáng tiếc. Gerard Piqué, Jordi Alba, Messi. Một cái. Một cú đá chân trái tuyệt vời. Điều gì phải đến đã đến. Quá tinh tế.
thể không ghi bàn ở một tình huống như thế này. Tỷ số của trận đấu đang là 2-1. Casemiro. Toni Kroos. Đó là một đường chuyền không tốt. Làm gì nào? Karim Benzema. Come on. Samuel Umtiti. Ousmane Dembele. Rất bình tĩnh. Chuyền vào. Bóng được chuyền lên. Cú đá rất táo bạo từ xa. Không vào. Bóng đi hơi cao. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Gerard Piqué. Pha không chế bóng rất điệu nghệ. Lionel Messi. Messi sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân. Sabella đã gọi anh là dòng nước giữa sa mạc đối với đội bóng của ông, tức là một người có thể mang lại sự sống trong những tình huống bóng chết và là một người có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Argentina gặp khó khăn. Tiếng còi đã cất lên. Toni Kroos. Dứt điểm. Bàn thắng đã giúp cho hai đội trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng này được thực hiện ở phút thứ 74. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Cầu thủ ghi bàn này không chỉ là một trận về cừ khôi mà còn là một chân sút có hạn. Đúng là cá nhân tôi không thể tin được cú dứt điểm chính xác của cầu thủ về đó. Có thể thấy ngoài đường tiếp, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Xử lý rất tự tin. Pha xử lý rất cơ bản. Cú dứt điểm thiếu đi độ chính xác. Ousmane Dembele. Bóng được chuyền lên. Cú đá rất mạnh. Nếu như những tình huống xử lý trước đó thực sự là sản phẩm của những nghệ sĩ thì cú tiếp bóng cuối cùng chỉ xứng đáng dành cho những cầu thủ ở hạng nghiệp dư. Ý đồ rất tốt. Rafael Vagan. Nacho Fernandez. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Gerard Piqué. Lionel Messi. Messi sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân. Sabella đã gọi anh là dòng nước giữa sa mạc đối với đội bóng của ông, tức là một người có thể mang lại sự sống trong những tình huống bóng chết và là một người có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Argentina gặp khó khăn. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Toni Kroos. Luka Modric dù đá ở vị trí nào, tầm hoạt động ra sao thì vẫn là một ngòi nổ thực sự. Với những đường truyền không lẫn vào ai được. Xử lý rất tự tin. Một pha xử lý rất thoải mái. We up! Dứt điểm! Họ đã có một màn ngược dòng vô cùng ấn tượng.
bàn thắng ở những phút cuối cùng. Quá hay, một pha phản công mẫu mực đã rất cố gắng để cứu thua, nhưng đến cú dứt điểm thứ hai thì không ai có thể cản bàn thắng. Vẫn là những pha dạt ra biên. Tiếng còi đã cất lên. Thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Đánh đâu? À, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.